xác định danh tính tìm thấy ở rào trăng 3. Dự kiến ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng sẽ thông đường 71 vào rào trăng 3 tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích. Tối 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua xét nghiệm ADN công nhân thứ hai được tìm thấy tại thủy điện rào trăng 3 là anh Đặng Hữu Phong, chú xã Do An, huyện Do Linh, Quảng Trị. Về công tác tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích tại rào trăng 3, theo Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm nay 23 tháng 10, các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện rào trăng 3. Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã phối hợp với lực lượng quân đội tập trung xử lý sạt lở thông tuyến đường 71. Tại điểm sạt lở KM12100 đường 71, các nhân công ngành giao thông vận tải và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng với phương tiện cơ giới, xe múc, xe ủi, xe ben, xe máy, thiết bị chủ động khai thác đá hộc tại chỗ hơn 50 mét khối và đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc. Ngoài ra, lực lượng công binh đã tiến hành khoan 16 mũi để nổ phá tảng đá lớn khoảng 30 mét khối chắn đường 71. Dự kiến sáng 23 tháng 10, các lực lượng sẽ tiếp tục lấp đá, đất cát đóng bao, trải bạt lót nền, xếp dọ đá cống sạt lở, đổ nền mặt đường, và thông đường vào rào trăng 3. Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này đã đề nghị quân khu 4, Cục Cứu nạn Cứu hộ Bộ Tổng Tham mưu, đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại rào trăng 3. Thống nhất phương án tìm kiếm các công nhân là đào từ trên xuống dưới. Quá trình tìm kiếm phải luôn bám sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.